Ui, nhưng mà không có đem con chó về được. Bởi vì thấy tội vậy đó. Mình vừa chưa thấy được. Ủa, nó nghĩ mà nó không thích chó hả trời? Nhà có hai con, nhà chắc không phải của nó. Nhà có hai con mèo. Nhà nó luôn chắc thuê được chút xíu à. Rồi nhà này của bà không bán đi hả? Có mỗi người mỗi cảm, chưa nói được, có nhiều việc lắm. Phải không? Mà nói mình nghe nó đơn giản nhưng nó không phải đơn giản. Người Mỹ nó không có như người Việt mình. Cho nên khi mà sống gần người Mỹ rồi mình mới biết là nó có nhiều, cũng nhiều cái nó rắc rối thật ra. Nó rắc rối lắm chứ nó phải như người Việt mình đâu. Lại tại ông còn sống mà ở trong nursing home. Thứ nhất, thứ hai nữa đó. Còn hai người con nữa hả? Không. Người Mỹ nó không có như người Việt mình, có nghĩa là người ta có bao nhiêu người ta ăn bao nhiêu. Người ta nghĩ là chết rồi thôi, tôi hiểu rồi. Bây giờ cái nhà đó, giống như hiện bây giờ là cái nhà thứ nại gần như bây giờ gần bằng cái giá mình mua đó. Nó như vậy thì cô hiểu rồi, nó không có như người Việt Nam mình nữa không. Người ta với hai ông bà nghĩ không để lại cho ai, thì ông kia ông không báo, không có lo gì cả hết trơn á. Cho nên thôi cái đó chuyện của cá nhân, của thế gian nó khổ lắm. Mình có nói thì cũng vậy thôi. Thầy chú đó là có cái tiệm phở cho nên thầy trồng rau cho chú đó hả? Phở cái thầu Quan Quế á. Ở gần đây không thầy, tiệm phở ở gần đây không? Ở gần biển á, à cô ra cô gõ phở Đà Lạt thì... Ở Đà Lạt, ở Đà Lạt. Ở gần biển. Để nó đi cô Bích ra đi chơi. Không, con còn ăn đi thầy ơi. Còn... Hồi nãy thầy nó chỉ con đi hồi vòng vòng, vòng ngược, vòng tới, vòng lui mới tới đây. Sao kỳ, con biết đường nó có lóc không mà nó chạy. Trời ơi, tôi không biết lái xe, cũng như không. Mẹ chị đi ra kìa. Ở kìa kìa, dẫn cho đi ra kìa. Trời sao tự vậy đi ra được kìa trời. Gọi có rồi, có bạn là bạn vàng xuống mà không ra thôi được. Không ra tiếp khách và khách lễ. Vâng. Biết có bạn đến là không nằm chị ơi. Chết lẽ. Quá trời đất ơi, một thời anh Liệt đi đâu rồi? Trời. Một thời anh Liệt là kháng chiến chống Pháp đó thầy. Biệt động Sài Gòn đây nè, đây là biệt động Sài Gòn nè. Tầm tầm công gạch gọn dọn đó nghe. You want some of this sweet? Biết ăn, biết ăn rồi. Biết ăn. Thôi đừng nhắc cái chuyện chuyện quá khứ chiến tranh chứ gì thầy không có tiếng trị. Bác kể cho con nghe. Được rồi, con nhớ. Tại vì cái gì nó dễ dàng qua rồi. Mà mấy cụ bây giờ sống chín mấy hết rồi thì thôi giờ nói thật. Kháng chiến cỡ nào cũng là thì cũng là. Xin cho mẹ ngồi con. Thì đang nói mấy tụi em hay chọc tụi nó xong. Mình chỉ nói đến chuyện thật thôi thầy. Còn hạng thù thì không có hạng thù. Mình tất cả tôi nói chuyện thật. Chính mấy hết trơn rồi. Những cái chuyện thật cho con cái mình nó biết thôi. Vâng. Uống à bà. Uống à, nhưng mà may mắn là bà cụ. Bà cụ Quang còn dạ. Còn con biết là Diệu Phúc thầy. Diệu Phúc một, thầy con kêu con là phóng dạ. Ra Diệu Phúc đi. Dạ cụ Diệu Phúc cùng còn minh mẫn 95 tuổi mà như vậy là quý quá rồi đó. Mô Phật dạ. Chứ còn mà thật sự ra có nhiều người 80 mấy là cũng đã xong việc dạ. Rồi 80 mấy 7 mấy cũng thầy cho con xin trái chuối. Tự nhiên muốn ăn gì cứ tự nhiên. Đây chuối cắt ăn thứ tự nhiên. Con đã bày hết rồi, thầy muốn ăn gì hả lấy. Vâng. Thấy cái gì cái chùa mà em biết không? Thiếu gì chị? Đồ của chùa ăn không mất tiền à? Không mất tiền nhưng mà ăn rồi mình cũng dưỡng được. Tới nãy giờ rồi mới ăn một bụng bún riêu. Con này là con út đấy thầy. Vâng. Nó thả không có kẹt xe. Mỗi năm thầy đồ chót là thầy hai đứa. Bác thì bác còn 8 đứa. Đi sao? Ngon lắm rồi. Thì 8 giờ đi. Lớn hơn 1 tuổi. 6 giờ hơn. Rồi, sơ sơ bữa nay nó có bạn nè. Vậy thôi, mẹ đang lấy chuyện bên cạnh tay nha. Sơ sơ bữa nay coi như nó đeo bà cụ suốt rồi đó. Công an bắt đầu rồi. Nhưng mà tội nghiệp. Bây giờ nếu mà cô Bích mà phát tâm mà giữ con chó kia cho nó vô tội nó. Còn bà cô con không có thích chó. Con không có thích chó. Người thôi lo cho người chứ không lo chó. Thầy ơi kệ để nó. Nó muốn vô tội đâu quá. Đừng có đụng túi ăn đi.
đừng có để ra ăn đi. Tôi bẻ ra ăn chia đôi mỗi người nữa. Dạ đúng rồi, đó, có ăn. Còn cái bánh này nó nhỏ xíu xíu, cái cơ nhỏ hả? Có cô đó em, có cô đó bán. Ờ, không, có cô trên mình không có bán. Để vậy hả? Này, tùy theo tiệm. Chỗ tiệm chỗ con, nó chỉ bán bánh trung thu rồi, nó không bán bánh đi. Có cô mà cũng bán bánh mía. Bây giờ nó trễ rồi, chắc phải như 1 năm hay 2 năm trước. Chắc phải nó tha hồ nữa, chị nói đó. Thì cái năm lên trên đó, để ở một tờ lễ nào nó bán bánh. Rồi bắt nấu thơ ăn, nấu phở, rồi nấu này, nấu kia, nó phải ăn đấy. Cái chùa đó đó. Nhưng mà dở á là cụ lớn tuổi hơn nhưng mà cụ minh mẫn thì ra thành ra ni sư lại tiếc á là đây ừ. Biết nhiều lắm như vậy ừ. Như vậy là nếu nói về một mặt nào đó là tính là cụ diệu gì quên là diệu phúc à diệu phúc mẹ đúng rồi đúng rồi diệu pháp danh luôn đó à. Có phúc đó phúc là nhờ đi theo Phật pháp sớm hơn. Mẹ hả có không đi hồi nào phải bắt trước mẹ con mà mẹ con đi sau mà mẹ con đi mà đi còn đi nhanh đi nhanh hơn mà đi sau mà đi nhanh nhanh nhưng mà đi xuất gia đi chậm. Ô thì nhưng mà nói thật cũ á xuất gia tại gia thì nó cũng vậy thôi vâng. Quan trọng có buông được cái phiền não trần lao hay không có dứt được tất cả mọi cái vâng chứ còn không phải nói vậy là chê sư Huệ Trao nhưng mà sư Huệ Trao giống như cũng quanh liệt một thời rồi sau đó nó buông được tính cho nó lẹ nhưng mà thật sự ra đó mỗi người nó còn cái nghiệp thì đâu phải mà dứt liền một cách dễ dãi đâu còn nằm là không có bạn nào gì bạn tốt của mẹ con rất tốt cô rất tốt với mẹ con trong rất lúc tốt mà với nhà con mà đâu vợ ấy nói thích lên chút cho thấy mặt sau nay là bộ nó bích xuống trên thì có bẻ lên bẻ cái dành lên bẻ lên cô bẻ lên cô tập hành quay phim đây là những thước phim quý báu là đúng rồi thứ hai bà già còn lưu lại kỷ niệm ngồi xuống bắt được xuống con hả thôi con không thôi hai bà già con ngồi chi đây là tình bạn mà thôi bây giờ cho bà Linda qua đó luôn đi cho ba bà già đi bây giờ thôi đi thêm một bà nữa là ai cho qua đó đâu đây 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 go take a picture nói vậy cho ba bà quay kỷ niệm ha bà nói để thôi bà buồn mà nói sao mà không nói tiếng Anh với bà bởi thầy giờ đã tới mà bà bây giờ đi du lịch khác người Mỹ mà vậy mà má lung tung mà bà ngồi bên rơ à thấy không thank you. Ngồi đó để cái bàn này qua chụp hình. Ok. Bà này đi được rồi. Mới vào theo. Ok. 1 2 3. Đó bà. Đây này nằm ngồi nhiều quá mệt méo xương. Ờ đúng rồi nó nằm mà buồn nè. 86 nè. Đây là 86 nè. Đây là 93 nè. Đây là 95 nè. Cô vô đó ngồi luôn đây là 9 mấy đây. Đẹp 53. Đẹp xinh tươi. Con vô nhiều lắm rồi. Nè. Này cô quay. Chị lại đây. Quay. Quay đó đang trực tiếp á. Đó. Nè. Đây là tình bạn vượt thời gian. Nghe tôi ngồi đây nữa mới đẹp. Đó, tôi ngồi đây với mấy bà, tôi đứng tay cô bích. Tôi ngồi đây. Đi lên hạt cho tôi đi ba cái đi. Đó, ngồi đây với bà nói chuyện rồi chơi mấy bà ha. Đó. Đó. Em có muốn vô hình không hay là che má kính không? Không sao đâu, cái gì đâu sợ. Nhớ không? Không. Hả? Nói một độ tài có không? Có nhớ không? Tên là gì? Nói rồi đúng rồi. Tên là gì? Nói gọi coi. Tên gì? Nói đi. Tên gì? Nói ra gọi tên đi coi. Ừ, nó có cái này. Không nhớ hả? Ai đây? Ai vậy? Ừ. Ai? Nhớ không? Nhớ nhưng mà tên gì nói lên. Để cho suy nghĩ, để suy nghĩ. Để cho thầy. Thầy gọi. Chào ơi. Nè. Ê thà. Con tí nước nóng đặt lắm. Con tí nước nóng đặt lắm. Đó.
hai bà hoàng sóc cảm động á. Đang vui mà ông cho em xà vô mà tội em xà lắm á. Hay không? Tội em xà lắm á chứ bộ. Em xà tội nghiệp lắm. Từ lúc suốt đến giờ chưa nói một câu nào. Chưa có ít nói khi nào cần lắm. Ít nói bây giờ là vậy đó. Không có nói một câu nào. Đó thì nói gãy lưng đi. Cái là cần lắm. Thấy chưa, thưa bà chủ không? Hay dắt mày đi tắm mẹ, hay là dắt mày đi hái. Dạ. Thì cái dạ. Cần lắm mới nói. Chứ thầy có nói gì vậy cô? Dạ. Chào gì? Chào, chào. Nói gì cô cầm chứ có cầm. Chào ai vậy? Chào ai vậy? Chắc bà nói với con chó đó thầy. Đây là ôm hai con luôn. Đó. Hai bà bạn của nhau từ thở niên thiếu tôi câu coi sao mà không có nói gì hết trong buồn quá vậy đây. Tình bạn dài hơn rồi cái bạn cứ cho kia liếm luôn nè. Và gặp thêm một bà bạn già nhớ không, nhớ tên không, nhớ tên không thầy? Hỏi ai vậy, nói ngắn thôi để cho bạn. Ai vậy? Rồi, không nhớ. Nói nhưng mà tên thầy bả nhớ. Ai? Cũng không. Cũng thầy nói luôn. Không, không. Ai? Một thời gian. Một bà 93 tuổi, một bà. Trời ơi. Má. Má, ai đây? Ai đây? Giờ là không nhớ rồi. Giờ không nhớ rồi, không nhớ rồi. Hồi sáng mới nói mà. Mới nói sáng thì quên rồi, mà nhớ lại. Hôm nay gặp một bà. Thật sự ra thì bây giờ tôi với cụ, giờ tôi không biết nói sao nữa đó. Giờ dạ, đó thì ra hên của Phật quá nhiều rồi. Bà không nói gì thì câu nói gì. Bây giờ thí dụ. Nghe thấy cháu Bích cho cô cho con bà có khóc á. Tại vì 2 năm đứt, bà còn nhớ quá trời. Cứ khóc này không mà biết làm sao mà gặp lại. Mà không. Lấy cái kia kìa, đó, gẹo cái kia. Không phải rồi, đi vô phòng ngủ. À, đấy, mới dậy. Thôi, mới dậy à. Đâu. Rồi đây đi, cho ăn chưa, cho ăn chưa. Ăn rồi, đó, ăn rồi. Rồi. Cái gì ăn gì được là ăn đi. Không, thì hai mẹ con kìa. Thôi con no bụng, thầy cho một cái. Rồi sao? Thôi mình đi, con ơi. Con chứng cho thầy coi. Thầy, cái hàng đào bên đây đó là cây chuối của người ta hả thầy? Chuối của thầy? Muốn đào cái gì? Muốn xin cây chuối chứ. Mai mấy giờ cô về? Không, con về sớm lắm. Không, nếu lấy thì đi lên muốn cây chứ từ mùa lạnh nó chết đó nha. Mùa lạnh bây giờ phải trồng lúc này. Mùa lạnh kệ đi nguyên nó đậy nó lại thôi rồi nó chết, nó vẫn chết nhưng mà tới mùa xong nó lên lại. Bạn con rất thích cây chuối, hôm nay con thấy là con muốn xin đó bà này thì hai con chó nó cũng là bạn đấy. Kiếp trước là nó cũng có nhân duyên đấy thầy. Bạn hôm nay nhớ nhiêu tuổi không? Nhiêu tuổi? Sao giờ không thèm nói nữa vậy? Sao giờ không thèm nói nữa? Mẹ chỉ nói rõ mà không muốn nói. Để cho cái nào cần nói, không nói nữa. Không nói. Chịu mắt đái ra đi đái. À, con biết được như thế hả? Má muốn ngồi vậy, vậy thôi chứ còn không có ăn uống gì nữa. Con nói hả? Má không ăn gì, cho má ăn gì ăn đó. Không có nói luôn. À, 93 nó là sao? À, 93. À, 93. 95. Oh my goodness. Yeah. My goodness. Đi đâu, 86, đi đâu? 86 là S thì là... Đi đâu? 86. 86. Ngủ hả? Ngủ hả? À,
Thì chiều cho ba bà đã banh. Sắc à? Áp đơn luôn, sắc à? Áp đơn luôn, sắc à? In my dream. Say it, Linda. Lúc mà in my dream này biết tại sao kìa, biết vậy lúc mà đặt cho mất rồi mẹ không biết không, bây giờ đâu có biết đâu, cứ kêu ông Bạch vậy và hãy ngồi chút, nhiều khi kêu con bằng thằng nhỏ kìa. À, dạ, thằng nhỏ mình. À, dạ, hả? Dạ bà lẫn rồi. À, nhưng mà thằng Bạch mất rồi không biết hả? Không biết, đưa cái hình thấy Bạch nằm mà chết trên làm đám tang đó. À, đưa cho bà rồi bà coi, bà dọn đấy để đấu phải thằng Bạch. À, mới đây thôi chứ đúng ra mấy năm trước rồi, đúng đổi đâu để coi. 2018 đâu đến đổi, 2018 còn ăn cưa kiết hạ, còn dạ, nói phát biểu mà phải không? Cách đây 2 năm thì là tệ. Đây cái mấy cái lúc trước thì Bạch nó phôn, rồi nó đưa ra nói chuyện với bác được. Dạ được. Đã xong rồi đến mấy tháng sau thì không nghe thôi, thì nó nói qua bác nói qua nói, thì nó nói qua cho mẹ con thôi. Dạ đúng rồi, qua biết rồi đó, biết rồi dạ đấy. Đó bây giờ thì, đó bây giờ kìa, thưa thấy chưa? Thế thả nịnh với bà chủ không chưa? Thấy chưa? Đó, thấy chưa? Thấy thả nịnh chưa? Bà giờ CC mất rồi. CC coi như bây giờ là thua rồi. Nói nó buồn, nó nằm tâm sầu Bạch Phát luôn. Nói bà chủ chồng viết. Nó buồn. Trời ơi, nói nè, mình dịch tâm sầu Bạch Phát. Không, nói nè, nói nè, cô nói nè. Từ ngày đi, nó đi, con chó, nói đi con chó đi qua thăm bà. Nó thấy bà nuôi hai con mèo nó giả cho nó một cái, tới giờ nó về nó buồn, nó tóc bạc luôn. Nó kìa kìa đi. Dạ đi. Linda, the last time she came to visit you. Rồi cô ngồi đây đi, cô tôi tối cho cô dịch kìa. Cho bà mày. Rồi cô ngồi vô đi. Đó, cô ngồi dịch kìa cho bà nghe she, đi. She visit you, right? Uh-huh. She come home, she really sad. Oh, her hair turned gray. Oh, do you know why? Because you have two new members in your family, two cats. And one of the cats, you know, Slacker. That's why she's really sad. That's the mean one. Yeah, the mean one. It was a mean cat. Yeah, the mean cat. Mean I didn't know that she was that mean. Yeah, I didn't know that she would try to get on it. The dog's very faithful. Đây là nó mới có rây hay á, thầy. Come and go. Nó mới có tóc bạc á, nó mới có tóc bạc đấy. Mới tóc bạc gần đây thôi à. Nó if he ever comes over there, con chó mà mình put the cat outside. Okay, yeah. Because she's very sad. And she's, since then, I think she's stressed out. Did she hurt her? Was she hurt? I don't think so. No, the cat jumped on her. I had to get the cat away from her. Yeah, she's, I didn't know the cat was like that. You know, because she's first. She's your baby. Yeah. Bà nói lần sau thầy đem tới đó, bà đẹp con mèo đi chỗ khác. She's always been this way though. She's jealous. Nói, con tôi nói nè, con chó đó thông thường á, cái tuổi thọ của nó là 15 năm. Theo người Mỹ họ nghiên cứu á. Nhưng mà nó là 12 năm rồi. Còn ba năm, nhưng mà có nghĩa là không quá 15 năm. Nhưng mà sau 8 năm á thì cái mai của nó đó, cái óc, cái não của nó gần cái con chihuahua này, nó gần giống như con người vậy đó. Bắt đầu á, khi mà nó đầu tiên á là bà tôi đi qua lại tôi cho bà cụ ăn á thì nó sủa tôi dữ lắm. Tới từng bà cụ đi vô bệnh viện lần thứ nhất thì nó ở mình đó hà, quát nó không được. Cho tới lần thứ hai, và mỗi lần bà vô bệnh viện bà phải ghi miếng giấy lại, bà nhờ cảnh sát tới nói với tôi là nuôi giùm. Rồi tới lần thứ hai là coi như nó đem vào vô next home. Thì bây giờ cảnh sát nói nếu như tôi không nuôi thì nó già rồi, bà sẽ giết thuốc chết. Và cảnh sát họ nói thẳng vậy đó, thành ra buộc lòng tôi phải nuôi giùm. Rồi đứa nó quen cái tôi qua tôi bắt nó chịu. Nó chịu cái bất kỳ biết không, cái rồi bây giờ bà không có nhà rồi làm sao, bà ở đây luôn mà khi mà nó thấy bà mà đi lên xe cứu thương á là nó nước mắt nó tự động nó rớt mình không biết nó khóc thiệt luôn nha. Rồi rồi cái bây giờ đó, vì bà thương mà bà không bỏ ở nhà này.
đó là nó như vậy đó, nhưng mà cuối cùng bây giờ lực bất tòng tâm, cái gì hiểu không? À, lực lực bất tòng tâm. Bác Quang, Bác Quang. Từ từ nhớ. Nhớ, từ từ nhớ. Từ từ nhớ. Bác Quang. Tội không? Ừ. Nhớ ra chưa? Nhớ ra chưa? Nhớ, nhớ. Nhớ ra chưa? Trời. Gạch rồi đó, gạch. Bác Quang. Thích chưa, vui chưa? Vui rồi đó ha, cười. Ừ. Cười. Cười lên. Bạn nhau 80 năm. Mẹ dạ. Muốn khóc đó, bà dạ. Bạn nhau 80 năm á bà con, tôi thấy chưa, tuổi già bạn nhau 80 năm. Một bà 95, bà 93 đó, bạn nhau là 80 năm cuộc đời đó. Bà vuốt tay rồi đó. Hồi đó bà 13, bác 15. Đó. Mà cái bà chị của bác đó năm nay là 104 tuổi còn ở ngoài Bắc đó. Đó. Chứ bà nhớ là bà nói chị được. Của cụ là còn 104 tuổi, còn bác luôn. Dạ, dạ còn bác. Ồ. Mà nhớ bác Quang con không? Còn hai người chị, một người ở Sài Gòn một là 100 tuổi. Ồ. Bây giờ cái gen này thọ nè, ráng sống bên đây sống 120 đi đặng rồi, đặng là đặng nói Mỹ nó lấy cái gen đó. Mẹ con 97, bà cụ 97 mới mất. Bà ngoại và con gái còn sống thọ hơn mẹ. Mà nhớ bác Quang không? Bác Quang. Nghe được. Bác Quang hồi đó gặp nhau ở đâu rồi nói cho bà biết rồi, bà gửi cái quả rồi. Nắm tay biết rồi, biết lắm. Bà biết, không biết là cái hồi mà bắt đầu mà quen nhau biết ở chỗ nào là quên mất tiêu rồi. Là cái hồi hồi đó là em đi chị Tuyết. Là bà ấy ở Sài Gòn, rồi bác thì đi với bà ngoại là vào thăm bà chị lấy chồng ở Sài Gòn. Mà không biết làm sao mà lại quen nhau. Đó thế là cứ cũng nhiều lắm, đám rồi con Minh gì con này kia đó, mà có hai đứa này là bán với nhau thôi, là dài nhất đó. Yeah. Ừ. Thầy có nghe phải để con thầy đó bởi vì con alo em là chị chứ không cho nó vào là vậy á. Đây là con chó nhỏ nó không có biết. Dạ. Yeah. Nghe rồi đó, gật đầu rồi đó. Nhớ rồi ha. Nhớ chắc nhớ một chút để đào rồi đó. Đó, nhìn rồi đấy, ngắm nha. Thương không? Thương mình không? Có thương mình không? Thương. Trời ơi, thương quá trời ơi đây thôi. They are friends. My mom and her is the best friend. They know each other when they 13 and when my mom 15 until now. Oh my goodness gracious. Yeah, they know in Saigon, Vietnam. And now, every people like move United States and still like friend. We still connect together. My mom come here in 1994. And they come Vietnam, they still connect and they now, my mom here. That's wonderful. Yeah, she live in California. She just came here to visit the monk. Oh. Mm-hmm. And my mom in Virginia, in the North Virginia. That is something. She very good person. Anytime my mom had difficult time, she always had my mom. Oh. So my mom really love her. That's great. Mm-hmm. That's bạn great. 80 năm. Yeah. 80 years. Lúc là 80 friendship năm. Friendship 80 years. Oh my goodness gracious. Nếu là bạn 80 năm, có nhiều người ta mong sống cuộc đời 80 năm không được. Mà hai bà làm bạn 80 năm như thế này là đã. 80 năm mà chưa có bao giờ có một cái chuyện gì mà giận hờn là 5 ngày, 3 ngày chưa bao giờ có cái chuyện đó. I had her since she was a baby. She was like that when I got her. So that's why she gets sad when I'm away. Yeah, I know. Bà nói gì cơ? Bà nói bà lúc có nó, lúc nó mới có bé đi thì giờ bà đi xa cho nên nó buồn. Tên nó là gì? Đặt cái CC. Còn bà đặt cái gì đó mình không biết. What's her name? Linda. Linda. Bà Linda. How about her? Little bit. She little bit. Little bit? Uh-huh. Đó là con cá nhỏ lý đâu về. Đằng này mới đạt CC.
Thì bà nó cũng biết nghe thôi, biết nghe. Nghe. Ờ, đó. À, hồi đó khi bà bất tỉnh, bà vô bệnh viện đâu biết nó tên gì. Rồi này mới đặt lại luôn. He used to bring her food at her house. He bring her food and pet her. So she's always loved him. Thầy cho nó ăn gì thầy? Nó ăn đồ của nó. Đồ của nó. Chỉ có con chó nhỏ nó ăn tùm lum thôi. Nó không ăn đồ, tại nó ăn quen theo bả rồi. Nó không ăn đồ gì khác ngoài đồ của nó hả? Nhưng bây giờ nó ăn chay rồi. Nó ăn chay. Hồi đó nó ăn thịt gà, phải thịt gà lắm mà bây giờ tự nhiên 2-3 tháng nay cho ăn thịt gà không ăn nữa. Ăn chay luôn ở chùa, ăn chay. Rồi bây giờ, à phải ăn cơm chứ tương hộp. Ồ. Nó phải ăn cơm tương hộp chứ cái sườn non chay chiên á. Ồ. Bây giờ là ăn chay luôn rồi. Nhưng mà cái đồ của nó thì chắc cũng có đồ mặn của đó, đồ chít á. Không có nói thì cứ nhòm câu à, biết thấy bồ. Chia tay đi, chia tay mạnh ai nấy đi. Bắt tay cho mà chia tay. Chốc này nhòm liếc. Bắt tay, mạnh ai nấy đi từ đường này để tôi. Nè. Cảm ơn tôi nói chuyện chơi. Mà nay nó tôi đây rồi, chia tay đi, mà nay nó đi. Tay. Không, giơ tay là muốn đứng dậy đi đó. Kéo đi đó. Nhưng không phải, má chị có cái gọi là anxiety đó. Em hiểu không? Cái lúc đó nó chỉ thức nó chỉ muốn đi thôi đó. Dạ, nghĩa là không ngồi không yên. She have anxiety attack. Oh. So we have medicine, but I'm very limited to give to her, you know. Thành mới ngồi đây mình đứng dậy, bà muốn ngồi ở đây rồi cái từ bà lết bên đó rồi bà chạy lên bên đó, nghĩa là bà ngồi không yên. Đó, má không có cái đất dọn nhấp dọn đi. Thôi nhấp nhẫn hoài, không biết tiếng Việt Nam là cái gì. Anxiety. Yeah. Đó, muốn đi. Đó. Mà đi thì chút nó tự động ra thấy không? Không ai gọi là tự động ra đấy không? Bà còn mạnh lắm bác ơi, cái đầu bà còn mạnh lắm nhưng mà cái body là bây giờ nó như nó đi chưa vậy. Nhưng mà cái trí nhớ nó còn mạnh, còn biết đi, muốn đi. Nhưng mà giờ cô dám cô sống tới tuổi bà cụ không? Không, cô gì nè? Cháu nghe không? Không, con còn long thơm. Đúng rồi, sống tới tuổi này là hiếm thiệt á nha. Thầy có nghĩ tới thầy chưa lòng bác Quang đi gì á. Body 2 years, no I cannot do that. Con không làm được đâu thầy ơi. 42 năm nữa mới bằng tuổi mẹ con. Thì bởi gì? Không phải dễ sống tới tuổi đó đâu. Chắc cũng có thay đổi một chút mắt còn nhìn không ra chứ gì nữa em có không? Chắc có, ốm mẹ em ốm. Ốm tóc rồi, lúc trước thì đà tóc kia bây giờ. Với lại mẹ em mập hơn bây giờ. Bác sĩ nói ăn nhiều quá đường cho nên kia ăn cho nên ốm. Mình cũng không cử nổi đâu mấy bà già này. Bây giờ không có ăn được bao nhiêu được thì cũng vậy, càng ngày càng nó còn mạnh hơn ơi. Gãy lưng rồi gãy lưng đâu gãy lưng áo đi mình cho mình vét cái áo ở trong quần thế này. Is she all right now? She's not good with that. No, she don't have kind of anxiety sometimes. Oh, okay. She has dementia. Right? 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 I know that feeling. Giờ là giống nhẽo rồi. No, not yet, but I'm not yet. Hope not. I've got to where I'm forgetful. Yeah. No, she has anxiety. Năm nay bao nhiêu tuổi? Chị Ngọc hình như tuổi con dậu, tuổi dậu phải không? Con gà. Dậu là ôi vậy mẹ chị có chị em có người em gái nữa, có người em gái với một cậu Hiền nữa. Cậu Hiền chết rồi, cậu Hiền chết lâu rồi. Còn con về Việt Nam cậu Hiền chết rồi. À chết rồi, ở dưới cái ở Long Xuyên á, trong Kiên Giang. Dạ, với cái người vợ đó. Người vợ đó, cái người mở mũi thì chết lâu rồi. Ờ, chị biết rồi, cái bà còn cái bà mới cũng chết luôn rồi. À cũng chết, cũng chết luôn rồi. À sao mà chết nhiều quá, chết nhiều quá. Nhưng mà cái người vợ hai đó là có con không vậy? Có con không? Thùy Dương con Thùy, có ba đứa con. Vậy là 89 là tôi dậu ra 89 rồi. Dạ đúng rồi, hồi đó là bác có chúng với đó mới mẹ con. Dạ, cái bà đó cảnh sát, bác nhớ không? À nhớ rồi. Bà chết rồi. À chết rồi. Bà có ba đứa con, cũng nó làm ăn khá hơn là cái đám con con cậu Hiển, nó đâu bà mũi. À dạ, nhà lầu đồ đó, cái bà sau này đó, thấy không?
rồi cậu Hiểu chết má con cũng biết mà. Thế hả? Dạ. Có về về cái nhà của cái bà cảnh sát đó. Ờ, ở đó anh Bảo có thời gian ở nhà em. Vậy nữa hả? Ở trên nó ở cũng lâu lắm, nó đi rồi gặp hỏi hồi lại đi thì Bảo nó bơ vô nó có ai nữa đâu. Rồi cái mẹ con mới hỏi rồi nè. Thằng Bảo thì bao nhiêu tiền cho nó đủ xài mà nó xài được cho biết là nó xài bao nhiêu đâu mà nó đủ, nhưng mà lúc này cái dạng cái con mà nó thương á cả nhà nó đã đánh bà tí sắc rồi không có làm ăn gì nè mà làm cái gia trai cho có bao nhiêu tiền lương hết tiền rồi nó đòi đi ra nó đòi đi ra nó bán thôi thì chơi vô ngủ đi chơi để thì mở ra cho nó buôn gạo thì mua bao nhiêu tiền già già là thì có như đó thôi. Đó, cho nghỉ ngơi đi. Đi được.